Trời ơi, này mình giới thiệu cho bạn một chiếc xe máy cày răng ma tuyết đẹp luôn ha. Như là coi như hàng đẹp như mới. Nè, là le Asinian nè. Rồi bây giờ đề nổ thử xem coi. Trời ơi, đá không đây vậy? Hả? Xe của khách hả? Xe của khách sửa hả? À, nó làm gầu xúc hả? Nó xài cái cổng luôn. Ô, quá đã các bạn ha. Trời ơi, tua lên. Con này chạy mới có 319 giờ à, nước sơn đồ rin hết này mà bát lên nhái thôi chứ. Khỏi chê, đây yên rin luôn nè. Rồi à... đó các bạn thấy không, đã ghê chưa. Nè, bô này còn mới ken luôn. Đây văn ma có mùi đồ đầy đủ luôn, để mình báo giá cho, đợi chút, đợi ông chủ ra cái nè. Không chịu rút cái đuôi nó ra lên, không chịu rút cái đuôi nó ra, lủi vô số rồi cái là nó quặt bể luôn á. Rút cái láp ra. Ủa cắt bỏ chục mâm đó bán chưa? Chưa hả? Thôi có bạn nào đang dọn, có bạn nào mua thì lụm luôn ha. Chắc cỏ chục băm à, xe quá ngon các bạn. Chạy đi. Quá ngon các bạn ha. Quá đã. Nó còn mới cứng ha. Cứng thư. Con này 18 mã lực, để hỏi ông chủ coi bao nhiêu tiền nè. Em ơi, con này mình dự định bán nhiêu có thương lượng? Đầu 058 triệu. Đầu 058 triệu, đuôi sới nữa? Đuôi sới nữa là 63 triệu. 63 triệu. Ô máy này nó lốc mạ cà rôm còn sáng con luôn ha. Đèn nè. Đó, đèn đốm rồi, rồi nó rinh hoàn toàn. Động cơ mấy máy? 3 máy. 3 máy. Ồ. Ô cái này động cơ này nằm bên trái ha. Thấy là nằm bên trái ha. Thường thường nằm bên này. 3T80U. Đã chưa? Máy nó đều hay nói. Về không xả gió luôn ha. Không xả gió luôn. Máy đều rấp luôn. Dễ gì đổ hơi trời cái này còn. Đồ cha. Con này thì quá đẹp các bạn. Quá mới luôn á. Len can luôn. Đó, lắp dọc lắp đòn. Đó, tất cả là còn len can. Xe này về nó có cái lỗi gì không? Hả? Đó, ông hơi không có chút hơi. Hả? Chưa rửa mà. Chưa rửa à, mới xịt nước sơ thôi hả? À? Đúng rồi. Ai rửa mà rửa cái đỏ là rửa đen vui luôn phải không rửa? À, rửa là ra đen bóng luôn đúng không? Nó không một cái đường nứt ha. Này cũng vậy ha. Mâm đồ sơn thêm hết. Bên chơ bên lên ta. À lên ok đó. Bên này nè, bên này. Đó ha. Đó ha. Quá ok luôn. Ga đạp nè. Ngút luôn. Ờ. Cái này học để đựng gì ta? Anh có tiền, mình tiền, anh có chỉ đựng đó. Chắc xét hả? Anh đựng tiền nè, lá nè. À. Là điện thoại gì đó. Rút cái này ra nè. Cho nó đập bể đi. Gắn đuôi luôn bây giờ. À, gắn đuôi vô luôn hả? Ồ. Rồi. Rồi, bạn nào mà có nhu cầu mà kiếm một chiếc máy đẹp ngon
Và rẻ thì lấy chiếc này đi ha. Chiếc này sản xuất năm 1994. Quá đẹp các bạn. IM 1802D. Và 1096 tua. 1234. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Để mình chụp tấm hình cho con xe này nè. Quá đã các bạn. Em ru vô hai lớp nè. Sao? Đồ hai lớp luôn. Rồi hồi nãy ông chủ báo giá nhưng mình quên rồi. Nhưng mà có hồi nãy có báo giá đó. Nãy ông chủ có báo giá đó. Các bạn nào xem mà lũi chụp tới đây thì cứ xem ngược trở lại ha. Xem hết video là trong video có báo giá. Một phút vô là có báo giá rồi các bạn. Mình có hỏi ông chủ rồi. Máy đẹp lắm các bạn. Không một lỗi lầm luôn. Không một chút là bị phải xả gió hay xả chiếc gì luôn. Đây là lượt nhớt ha. Mắt zin da băng ha. Tất cả da băng hết. Rồi. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với anh chủ ha. Rồi, mến chào các bạn. Rồi hồi nãy báo giá nhiêu quên rồi. 58 là chưa có đuôi sới. Có đuôi sới là 6 mấy, 63 rồi, ok rồi. Bạn nào có nhu cầu thì alo bằng số điện thoại trong phần mô tả nha. Bấm vào xem thêm là sẽ thấy có nha các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.